Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ba nhỏ, thể ngộ lý sanh tử. Hòa thượng sinh ra ở nông thôn nên có cuộc sống rất đơn thuần. Ngài chưa bao giờ thấy qua người chết. Mãi đến năm 11 tuổi, lần đầu tiên Ngài mới nhìn thấy một thi hài của một đứa bé đã chết. Ngài đột nhiên cảm xúc được sanh tử là đại sự, vô thường tới quá nhanh nên kiên quyết lập chí xuất gia. Hòa thượng kể: tuy văn hóa tối cao của Đông Bắc là Ha Bin, văn hóa tối cao của Ha Bin là huyện Sông Thành, và văn hóa tối cao của huyện Sông Thành là trấn Lạp Lâm, nhưng gia đình tôi cư ngụ trong một xóm nghèo cùng hẻo lánh nên ít nghe biết về các tin tức ở bên ngoài. Tôi sống trong một căn nhà cũ nát, có vách trét bằng bùn, mái lợp bằng cỏ, cách rời các nhà khác khoảng 100 bước. Bởi sống trong hoàn cảnh như thế nên tôi chưa từng thấy qua và cũng chưa từng nghe nói về chuyện con đít chết bao giờ. Ngay lúc tôi được 11-12 tuổi, có lần tôi cùng lũ bạn ra vùng ngoại thành chơi đùa. Tôi thấy ở khu đất hoang có một đứa bé bị bó trong rơm nằm đó, mắt nó nhắm kín và cũng chẳng có hơi thở. Tôi chưa bao giờ thấy qua sự việc này nên cứ tưởng là đứa bé đang ngủ. Tôi bèn kêu nó thức dậy để chơi với chúng tôi. Có đứa nhỏ khác nói: nó chết rồi, anh kêu nó để làm gì? Lúc đó tôi cũng không biết cái gì gọi là chết. Tôi cũng rất ngại ngùng để hỏi chúng bạn. Sau đó tôi về nhà hỏi mẹ tôi: tại sao đứa bé đó lại chết? Con không hiểu gì về cái chết này. Các chị thấy đó, kiến thức tôi có hẹp hòi nông cạn không? Vì đã hơn 10 mấy tuổi đầu rồi mà tôi còn không hiểu thế nào gọi là chết, cũng đủ biết rằng cái người này rất ít tiếp xúc qua lại với người ngoài. Sau khi nghe tôi hỏi, mẹ tôi trả lời rằng: chết à? Ai ai cũng đều phải chết, nhưng chẳng qua là chết sớm hay chết muộn, hoặc có khi chết già chết trẻ, cũng có khi chết lúc trẻ thơ rồi người ta bó rơm đem bỏ ở ngoại thành. Có người chết vì tuổi già hay chết vì bệnh tật, có nhiều cách chết không có giống nhau. Tôi cảm thấy con người sinh ra rồi tất nhiên phải chết, vậy sống đây để làm gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi lại hỏi: con người có thể nào không chết được không? Chúng ta làm sao mới khỏi phải chết? Con cảm thấy cái chết chẳng có nghĩa lý gì. Mẹ tôi không biết nói làm sao để trả lời câu hỏi của tôi. Đang lúc đó có người bà con tên là Lý Lâm nghe tôi hỏi vậy, ông bèn nói: con không muốn chết à? Vậy thì dễ thôi. Dễ ra sao? Hãy xuất gia tu đạo, làm hòa thượng thì tu thành Phật, hoặc làm đạo sĩ, đạo lão thì tu thành tiên, như vậy sẽ không chết đâu. Lúc đó tôi không muốn chết và cảm thấy chết chẳng có ý nghĩa gì. Sanh ra rồi chết, chết rồi lại sanh, đâu có gì vui thú, không có ý nghĩa gì hết. Nhưng tu đạo thì có thể khiến cho người ta không chết. Tôi luôn ghi nhớ câu nói này và nghĩ, vậy là mình có lối thoát rồi. Kể từ lúc đó, tôi phát tâm muốn xuất gia, nên bạn với mẹ tôi xin được xuất gia tu đạo. Nghe tôi muốn xuất gia, mẹ tôi rất vui mừng, nhưng cha tôi lại chau mày. Mẹ tôi nói: con xuất gia là việc tốt, mẹ không ngăn cản con, mẹ không phản đối chuyện con muốn xuất gia. Nhưng bây giờ con hãy khoan xuất gia, đợi khi mẹ chết rồi thì con muốn sao cũng được. Mẹ còn sống thì con nên ở nhà với mẹ, chớ vội xuất gia. Vì trên thế giới không có vị Phật nào bất hiếu, cũng như không có vị Bồ Tát nào bất hiếu cả. Mẹ đã cho phép tôi xuất gia, nhưng không phải xuất gia ngay tức thời, nên đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế là tôi phải chờ đợi, rồi ở nhà ăn chay, niệm Phật và học tập Phật Pháp. Ghi chú: nghe nói chung quanh nơi hòa thượng sinh ra có nhiều khu đất bỏ hoang, bọc đầy các loại hoa cỏ dài. Theo tập tục của người Mãn là quấn cỏ lau vào xác đứa bé chết và bỏ ở các vùng hoang dã đó. Mỗi năm vào mùa xuân, khắp nơi đó đều có thi thể của các trẻ con đã chết
vì bị thương hàn hay bệnh đậu mùa. Vùng đó lại có rất nhiều lang sói. Ban ngày chúng ẩn náu trong hang động, chỉ ra khỏi động vào ban đêm để kiếm ăn. Tử thi của trẻ con phần nhiều bị lũ lang sói đó ăn thịt. Ha ha ha, 问什么的说